Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình, các bạn thân mến. Cách mạng màu với nhiều tên gọi khác nhau như cách mạng nhung, cách mạng trắng, đường phố, cam, hoa hồng, hoa tulip, hạt dẻ đã diễn ra ở một số nước trên thế giới, cho thấy bản chất nguy hiểm từ sự can dự của các thế lực vào tình hình nội bộ các nước có chủ quyền, gây ra bất ổn chính trị kéo dài, ly khai dân tộc nhằm tìm mọi cách thay thế chính quyền hiện tại. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam chúng ta có phải đối diện với nguy cơ xảy ra cách mạng màu hay không? Bản chất của cách mạng màu như thế nào? Và đâu là giải pháp để ngăn ngừa âm mưu thủ đoạn của cách mạng màu ở Việt Nam và vấn đề đặt ra trong bảo vệ đảng trước nguy cơ này? Chống di biến hòa bình giới thiệu đến các bạn loạt bài với chủ đề Bản chất của cách mạng màu và vấn đề đặt ra trong bảo vệ đảng trước nguy cơ của cách mạng màu ở Việt Nam bài viết đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài 1: Lịch sử thế giới về cách mạng màu, nhận thức đúng bản chất. Bài viết của tiến sĩ Lê Trung Kiên, thạc sĩ Phạm Văn Cường. Cách mạng màu là các cuộc lật đổ chế độ hiện tại bằng phương thức bất bạo động, có sự kết hợp giữa những kẻ chủ mưu trong nước và thế lực bên ngoài. Các cuộc cách mạng màu trong lịch sử đến nay cũng tương tự như vậy. Điểm chung trong thủ đoạn của cách mạng màu là chúng nhen nhóm lên những bức mãn, những đốm lửa phá hoại để tổ chức kích động, bạo loạn. Trong đó, thế lực bên ngoài đóng vai trò đạo diễn, lực lượng bên trong giữ vai trò thực thi. Vũ đoạn và những ảo tưởng từ cách mạng màu Thuật ngữ cách mạng màu xuất hiện từ những năm cuối thế kỷ 20 và được bàn đến nhiều từ đầu thế kỷ 21 đến nay bởi trong thực tế trên thế giới đã có biểu hiện ở một số quốc gia đã rơi vào khủng hoảng chết chóc bất ổn chính trị và bất ổn đời sống kéo dài những minh chứng về cách mạng màu ở các nước vùng lãnh thổ như Philippines năm 1983, Tiệp Khắc năm 1989, Nam Tư năm 2000, Georgia năm 2003, Kyrgyzstan năm 2005, Liban năm 2005, Iran năm 2009, Tunisia năm 2010, Ai Cập năm 2011, Maidan 2014, Hồng Kông 2014 và ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Libya, Syria, Algeria, Yemen, Maroc, Jordani, Ả Rập Xê Út, Oman, Iraq. Gần đây là những diễn biến chính trị phức tạp tại Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Indonesia, Venezuela. Cách mạng màu là có cuộc lật đổ chế độ hiện tại bằng phương thức bất bạo động có sự kết hợp giữa những kẻ chủ mưu trong nước và thế lực bên ngoài thông qua cái gọi là dương cao ngọn cờ dân chủ, lôi kéo người dân tuần hành, biểu tình, khiến cho các hoạt động kinh tế bị tê liệt, gây bất ổn về trật tự xã hội ở một số nơi diễn ra cách mạng màu, chính phủ thân Mỹ và phương Tây được hứa hẹn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người dân, nhưng thực chất là sự bất ổn, bạo động và mất kiểm soát, đời sống người dân rơi vào tình thế ly tán, bạo loạn, chiến tranh xảy ra. Phương thức mức bạo động là hình thức đấu tranh bằng mít tinh, tuần hành, biểu tình, phản ứng với chính quyền đương nhiệm về những tồn tại hạn chế yếu kém trong quản lý bộ máy, về nạn tham nhũng, về việc bầu cử với cáo buộc có gian lận hoặc thiếu dân chủ về việc thổi phòng những bất ổn xã hội và bức xúc trong nhân dân chính phủ rơi vào khó khăn trong kiểm soát xã hội từ đó xung đột giữa người dân và chính phủ ngày càng gây gắt gây ra hiểu lầm dẫn đến biểu tình đường phố bạo loạn và thậm chí xung đột bằng vũ khí gây thương vong cho nhiều người dân thường mục đích của cuộc cắt nhạn màu là các thế lực bên ngoài trong đó nổi bật là mỹ và phương tây đã lợi dụng những mâu thuẫn về sắc tộc xã hội tôn giáo nhằm câu kết với những đối tượng đối lập kẻ cơ hội chính trị trong nước vạch kế hoạch thực hiện đấu tranh giới chiêu bài hứa hẹn tạo ra chính phủ mới tốt đẹp hơn ảo tưởng về một xã hội văn minh hơn không đơn thuần là lôi kéo dụ dỗ người thiếu hiểu biết thành phần bất mãn chính trị mà còn có sự tham gia của thanh niên trí thức cấp tiến được huấn luyện tổ chức tập dược và được đầu tư về vật chất tài chính quá trình nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử của các cuộc cách mạng màu đã diễn ra tiến sĩ nguyễn thị thu hiền học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nhìn nhận từ những phương thức hoạt động âm mưu cuộc cách mạng màu và thông qua những xung đột xã hội mâu thuẫn tôn giáo tranh giành lợi ích giữa các phe nhóm chính trị các thế lực bên ngoài và những kẻ cơ hội chính trị xoáy sâu vào những điểm yếu làm cho niềm tin của người dân đang bị lung lay hiểu lầm dẫn đến cơ hội cho các đối tượng lợi dụng để khởi xướng kích động lôi kéo các tầng lớp xã hội đặc biệt là những phần tử bất mãn chính trị các đối tượng chống đối trong nước để thúc đẩy gây bạo loạn mất ổn định chính trị cụ thể những bất ổn chính trị ở ukraine chính là minh chứng rõ rệt cho thấy rõ thủ đoạn và những ảo tưởng được xây dựng từ cách mạng màu diễn biến từ khủng hoảng chính trị qua ba vòng bầu cử tổng thống các ngày 31 tháng 10 2004, 21 tháng 11 2004, 26 tháng 12 2004 chủ yếu giữa hai ứng cử viên là thủ tướng Viktor Yanukovych và thủ lĩnh phe đối lập Yushchenko chủ trương hướng đến nước về phía tây sự gia nhập EU và NATO. Ở giai đoạn đầu, Mỹ và phương Tây can thiệp trực tiếp nhiều lần đòi thay đổi dân chủ ở Ukraine, đồng thời thông qua các tổ chức tư nhân và phi chính phủ xâm nhập từng bước tạo ra các điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội cho cách mạng cam. Riêng trong 2 năm 2003-2004, Mỹ đã chi 65 triệu đô la cho mục đích thay đổi chế độ ở Ukraine. Riêng trong cuộc bầu cử ở Ukraine thì Mỹ đã chi cho phe đối lập tới 14 triệu đô la khi tiến hành cách mạng, Mỹ và phương Tây hậu thuẫn cho phe đối lập ở Ukraine tuyên bố có gian lận trong bầu cử và kêu gọi kích động dân chúng xuống đường biểu tình do phe đối lập tổ chức và tạo điều kiện cho Yushchenko đảo ngược tình thế. Cách mạng màu thực chất là cuộc chơi của những thế lực bên ngoài nhằm thay đổi chính trị cho của đất nước theo ý muốn của phương Tây. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá các minh chứng có thể nhẫn chứng khi kết quả bầu cử vòng 2 được công bố thắng cử thuộc về Janukovic với 49,42% số phiếu bầu, nhiều hơn ứng cử viên đối lập 3%. Trước đó, ngay trong những ngày bầu cử thì các tổ chức phương Tây ủng hộ phe đối lập đã tổ chức cuộc điều tra xã hội học ngay tại lối vào khu vực bầu cử. Theo đó, ông Yusenko vượt trước đối thủ của mình là 11%. Ngay lập tức, ông này tuyên bố gian lận bầu cử và kêu gọi xuống đường biểu tình và tất nhiên Washington tuyên bố không công nhận kết quả và đe dọa các hành động tiếp theo. Ngay sau đó, các nước phương Tây như Đức, Hà Lan, Canada tuyên bố có gian lận trong bầu cử tại Ukraine. Ngày 26 tháng 12, 2004, cuộc bầu cử vòng 3 được tiến hành dưới sự giám sát của 13.000 quan sát viên quốc tế. Sau đó, Ủy ban bầu cử Ukraine tuyên bố phe đối lập Yushchenko thắng cử với 51,94% số phiếu bầu ngày 23 tháng 1, 2005, thủ lĩnh đối lập Yushchenko chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Ukraine. Phía Mỹ cho rằng đó là thắng lợi mang tính điển hình của cách mạng màu nói chung và tiếp tục phát triển mô hình này theo hướng xuất khẩu cách mạng cam và thúc đẩy dân chủ trong không gian hậu Xô Viết. Các cuộc cách mạng màu khác trong lịch sử đến nay cũng tương tự như vậy. Điểm chung trong thủ đoạn của cách mạng màu là chúng nhen nhóm lên những bút mãn, những đốm lửa phá hoại để tổ chức kích động, bạo loạn. Thế lực bên ngoài đóng vai trò đạo diễn, lực lượng trong nước giữ vai trò thực thi. Các cuộc cách mạng đó mang lại lợi ích cho ai? Nhìn từ cách mạng cam ở Ukraine năm 2004, lặp lại năm 2014, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, Ukraine lại bước vào cuộc phiêu lưu mới trong sân chơi các nước lớn với tương lai nhất định chờ ở phía trước nếu như cuộc bầu cử tổng thống 2004 bị cho là gian lận, bộ đôi quyền lực với Yushchenko là tổng thống và thủ tướng là Yulia Timoshenko xuất hiện vào đầu năm 2005. Những người được họ tôn vinh là thủ lĩnh trong cách mạng cam lại chưa được tận hưởng thành quả cách mạng cũng như những giá trị phương Tây mang đến thì người dân Ukraine liên tiếp rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn lợi ích, bất đồng chính trị giữa tổng thống và thủ tướng Ukraine khiến ánh sáng cuối đường hầm khó có thể xảy ra về một tương lai hòa giải dân tộc, ổn định và phát triển cho Ukraine. Ukraine được tạo hóa ban cho vị thế địa chính trị, đặc biệt quan trọng nằm giữa Nga và phần còn lại của châu Âu, một đất nước có tiềm năng và lợi thế lớn cho sự phát triển đất nước. Nhưng bế tắc chính trị sẽ là khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Kể từ sau cách mạng cam, 46 triệu dân Ukraine phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội đen tối của lịch sử nước này. Với chỉ số báo động, năm 2008-2009, GDP của nước này giảm 15%, làm phát tăng 16,4%, thu nhập thực tế của người dân giảm gần 11%, số thất nghiệp tăng gấp 3. Những vấn đề xã hội bức xúc xảy ra như xung đột vùng miền, chia rẽ sắc tộc, bạo lực, trả thù cá nhân, chính sách xã hội không thực thi hiệu quả. Kinh tế ngày càng trầm trọng, nợ nước ngoài tăng nhanh, lãnh đạo nước này rơi vào cảnh gà mắt tóc, dù Mỹ và phương Tây có viện trợ tới 35 tỷ đô la để cứu vãn nền kinh tế, Ukraine thoát khỏi nguy cơ sụp đổ của chính quyền thân Mỹ. Các quốc gia phương Tây cho thấy họ chưa bao giờ dễ dàng cung cấp tiền cho các phe đối lập khi họ thấy không có lợi ích lợi ích lớn từ mỹ và phương tây là buôn bán được vũ khí công nghệ khí tài cho vay nợ xuất khẩu hàng hóa thiết yếu khuynh đảo nền kinh tế thiết lập chính sách có lợi cho phương tây một mặt bản thân các nước phương tây rất muốn cô lập nga kềm chế sự trỗi dậy của cường quốc này mặt khác luôn thừa nhận mong muốn xích lại gần hơn với nga vậy nên ukraine trở thành quân cờ trong chiến lược thỏa hiệp của các cường quốc Ukraine đã không giữ vững được độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, lệ thuộc vào chính trị và phụ thuộc vào kinh tế các nước lớn. Có thể thấy, như ở Georgia, Ukraine là quốc gia chịu ảnh hưởng của Nga, lại theo đuổi chính sách thân phương Tây, nhưng không nhất quán, thậm chí dàn dựng cách mạng màu để giành lấy hậu quả truyền biên cho người dân. Các lực lượng bên ngoài đã chuẩn bị kịch bản rất kỹ lưỡng cho việc biểu tình, kích động, và lôi kéo mỗi người xuống đường biểu tình nhận từ 5 đến 30 đô la một ngày. Do đó, phe đối lập đã lôi kéo một lực lượng lớn chủ yếu là thanh niên, sinh viên tham gia biểu tình. Niềm hy vọng dân chủ tự do theo Mỹ và phương Tây biến thành sự thất vọng tràn trề bởi sự nghèo đói, chết chóc của người dân Ukraine. Người dân thường đã thực sự tuyệt vọng như là con rối trong tay những kẻ cơ hội đang trao đổi quyền lợi cho số ít đương nhiệm chứ không đoái hoài đến cuộc sống yên ổn, hạnh phúc và thịnh vượng của người dân. Đó chính là thực tế thay đổi trạng thái tồi tệ này sang trạng thái tồi tệ khác, thậm chí can thiệp vào gây hậu quả trầm trọng cho nhiều thế hệ dân thường của nước sở tại. Không ai có thể hình dung ra viễn cảnh một trong những nước Cộng hòa giàu có nhất liên bang Xô Viết trong quá khứ lại đơn rơi vào cảnh bần cùng, lâm vào hỗn loạn, nội chiến dẫn đến cách mạng màu lần thứ hai năm 2014 là không thể tránh khỏi. Theo góc nhìn nhận của thiếu tá, thạc sĩ Trần Quốc Tuấn, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, qua trường hợp Ukraine cho thấy việc lật đổ chính phủ thông qua biểu tình bạo lực là thường dẫn tới hậu quả là tranh giành quyền lợi và lợi ích ngày ngay trong nội bộ phe đối lập, đẩy đất nước luống sâu và bất ổn đất nước kéo dài đây là một trong những cách thức và mục tiêu của các nhận màu nhắm đến. Có thể khẳng định, bài học quan trọng nhất cho các quốc gia là phải bật lợi ích của dân tộc, quốc gia là đối thượng, tôn trọng và thực thi quan hệ quốc tế có nguyên tắc phù hợp với những điều quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Không thể xem thường những mâu thuẫn, những tuần hành của người dân mà phải có tính dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nên xem xét mọi khía cạnh trong đường lối và chính sách phải vì người dân chứ đừng chạy theo miếng bánh vẽ của mỹ và phương tây